Hello hello hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là An, chào mừng tất cả các bạn đến với channel của mình. Thì ngày trước á, mình đã có một cái video giới thiệu cơ sở B Đại học Kinh tế rồi. Nhưng mà hồi xưa mình chưa có được xin cái giấy phép á, cho nên là mình không có giới thiệu chi tiết cho mọi người được. Là ngày hôm nay mình đã xin được rồi, cho nên là mình sẽ giới thiệu ở bên trong những cơ sở vật chất của UH cho mọi người. Ngoài ra, có một điểm đặc biệt là mình có khám phá được một cái chương trình học dành cho các bạn lớp 11, lớp 12. Đó là chương trình NCUK IFY. Ừ, nó là về dự bị đại học quốc tế á. Rất là may mắn là hôm nay mình đã mời được một bạn đại diện từ NCUK đến để cung cấp cho các bạn thông tin về chương trình học này nha. Khi mà các bạn bước vào N1 của Đại học Kinh tế á, thì trong đây là cái sảnh nè. Ở đây sẽ có một cái piano nè mọi người. Mấy bạn biết chơi thì các bạn cứ vô chơi thôi, không có cần thiết phải xin phép ai hết trơn á, chỉ là cho sinh viên giải trí thôi. À, mọi người ở đây có một cái bảng á, mọi người có thể lên đây để xem mấy cái phòng kiểu tiền đường á. Rồi xong ở đây có một cái mình thấy khá là hay, tức là hệ thống xe buýt. Các bạn có thể tìm qua những cái cơ sở khác á. Nè, ví dụ qua Bình Chánh đi, sẽ có điểm xuất phát và điểm chân. Xin thề, có hãng này xin thề cho mọi người. Đây là cái booth của NCUK nè. A few moments later. Ok mọi người, thì đây chính là bạn đại diện NCUK Việt Nam hồi nãy mình có nói với các bạn. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Lam, mình là đại diện của chương trình NCUK IFY tại Việt Nam. Chương trình dự bị Đại học Quốc tế NCUK IFY là khóa học 9 tháng đào tạo kiến thức chuyên môn và kỹ năng tiếng Anh. Các bạn sẽ học các môn tổ hợp kinh doanh tại IFY và nhập học và năm nhất đại học theo bằng cử nhân kinh doanh, công nghệ thông tin, marketing, truyền thông, v.v. Đảm bảo tấm vé nhập học vào các trường đại học hàng đầu tại Anh, Úc, New Zealand, Mỹ và Canada. Hôm nay An sẽ dắt Lam đi vòng vòng cơ sở B của Đại học Kinh tế để cho các bạn xem những cơ sở vật chất. Ngoài ra thì An cũng sẽ hỏi Lam một số câu hỏi liên quan tới NCUK IFY cho các bạn đang xem hiểu thêm thông tin về chương trình ha. Chắc rồi, bây giờ mình đi ha. Ok. Khi mà các bạn học NCUK IFY á, thì các bạn sẽ có được một cái bằng đúng không? Và các bạn đem cái bằng đó đi ra nước ngoài, các bạn tự apply vào các trường đại học. Hay là bên mình có cái chính sách gì hỗ trợ cho các bạn để tìm trường không? Thực ra thì khi mà các bạn học xong chương trình NCUK IFY á, thì các bạn sẽ được đảm bảo đầu vào một trong những trường đại học đối tác của bên NCUK. Thì Đỗ An có những trường đại học nào nè? MIT. Chính xác rồi, thì bên mình có những trường ví dụ như RIT hay là New South Wales vân vân. Thì có thể là chắc là nhờ An sẽ đưa thông tin cho mọi người hơn về list của tất cả các trường đại học đối tác của NCUK ha. Còn một thứ nữa là khi mà các bạn nhập học tại Đại học Kinh tế á, là mấy bạn sẽ có một cái tầng để các bạn học riêng hay sao á Lam, hay là các bạn được học nguyên cái tòa nhà này luôn? Mình sẽ học tại tòa nhà B1 nơi tụi mình đang đứng đây. Tức là mấy bạn đó là được xem như một sinh viên UEH và học hết những cơ sở vật chất ở đây luôn. Đúng rồi, các bạn sẽ được xem như là sinh viên Đại học Kinh tế và mình sẽ được sử dụng hết tất cả cơ sở vật chất tại đây. Ok, bây giờ thì bọn mình đi lên Smart Library trước nha. Ok, mình đi thôi. Ok mọi người, bây giờ mình đang ở Smart Library của Đại học Kinh tế. Cái Smart Library này mình sẽ có hai khu. Không, thật ra là hai ba khu lận, nhưng mà nói về cái khu tự học đi. Thì là cái khu bên đây sẽ là cái khu mà mấy bạn có thể thảo luận được, nói chuyện được. Còn cái khu trong đây nè là cái khu mà nó hoàn toàn yên lặng luôn. Tức là mấy bạn đó nếu muốn thảo luận thì ra ngoài, chứ không có được vô đó nói chuyện sùm. Mình sẽ chia ra hai khu cách biệt vậy luôn á. Ở đây còn có khu vực phòng họp nữa. Bạn có thể dùng app Smart Library để đặt trước phòng, rồi sau đó sử dụng phòng họp này với mục đích là họp nhóm nè, họp câu lạc bộ nè, vân vân. Bây giờ An đố Lam nè, đố Lam nhiệt độ phòng bây giờ là bao nhiêu, Lam biết không? Chắc là 37 độ C hả? Không, ý lại cũng không biết nữa, nhưng mà nè, mục đích là chỉ để giới thiệu cái này thôi. Đây kèm, Lam thấy không, nó sẽ có rất là nhiều thứ ở đây. Mình bấm nhiệt độ nè, nó sẽ hiện cái nhiệt độ lên. Đâu rồi, nó nằm ở đâu vậy, Lam thấy không? Mình đang ở đây đúng không mọi người? Đúng rồi, entrance, đây mình đang ở khu này. Là mình đang ở 27 độ C, là thấp hơn của Lam 20 độ đó. Đo được tiếng ồn nữa mọi người. Mình nghĩ cái mục đích của cái này á, để mấy cô quan sát coi cái chỗ nào mà bị ồn quá, mấy cô sẽ lại để nhắc mấy bạn. Tự nhiên đang nói có cô xuất hiện với mình hơi khớp với mọi người. Ok, thì đó là về cái máy này. Tiếp theo bây giờ nha, Lam nhìn về cái này nha, An đố Lam là biết cái này là cái gì. Chắc là góc sống ảo ở trong Đại học Kinh tế đúng không?
Không, thật ra ý là mình muốn chụp hình thì cũng được thôi, nhưng mà nè, nếu mà làm lùi xíu là mình thấy là đây nó có chữ phone booth đó, thì cái chỗ này mục đích là để các bạn á, ví dụ như là ở trong đây cái phòng là không được ồn lắm, các bạn muốn nghe điện thoại hay là muốn gọi điện cho người thân gì đó, bạn vô cái phòng này nó sẽ cách âm cho mình luôn. Tiếp theo là mình sẽ đến cái khu vực sách của Smart Library. Thì trong cái khu này á, là mấy bạn sinh viên á, mấy bạn sẽ đọc thử ở đây cũng được. Sau khi các bạn mà ok, mấy bạn có thể đem ra cái máy mượn sách học đem về. Vậy ở đây là mình có hết tất cả các loại đầu sách luôn hay là sao? Tất cả những thứ liên quan tới kinh tế và kinh doanh nha, kiểu business á. Thì mình sẽ có marketing, HR này nọ. Vậy Lam thấy là các bạn học sinh của NCUK mình có thể đến đây để mình mượn sách. Tại vì hiện tại trên tay Lam là đang có một cuốn sách về ngành business nè. Thì tại vì các bạn học về ngành chuyên về business cũng là học về tiếng Anh á, thì Lam nghĩ là một sự lựa chọn tốt cho mấy bạn. Hồi nãy Lam có nói với An á, là mấy bạn học sinh của NCUK mấy bạn sẽ được xài cơ sở vật chất của QH đúng không? Nhưng mà kiểu nãy giờ An giới thiệu với Lam thì Lam cũng biết là phải có thẻ sinh viên này mấy bạn mới được dùng mấy như là máy mượn sách này nọ. Thì kiểu như là mấy bạn NCUK á, bạn có được xài mấy cái này không? À tất nhiên rồi, thì mình là học sinh của NCUK này đúng không? Thì mình sẽ có một cái thẻ sinh viên của sinh viên NCUK. Rồi sau đó các bạn thêm mượn sách nè, mình đi thang máy nè, hoặc thậm chí là sử dụng hết tất cả cơ sở vật chất tại đây. Ok, hiểu. Rồi, thì hồi nãy là cái Smart Library là ngoài những cái tiện ích bên trong như vậy á, bọn mình còn sẽ có mấy cái tiện ích ở ngoài nữa. Như là thấy ở đây nè, mình sẽ có một cái máy photocopy. À. Cái máy này á là dành cho sinh viên QH luôn. Là mình có nhân viên ở đây đúng không? Không không, bây giờ mấy bạn chỉ cần có cái thẻ sinh viên thôi. Đó là mấy bạn, đây có cái bạn hướng dẫn nè, để bạn cứ vào mà xài thôi. Em cũng không biết là cái thẻ sinh viên của em còn xài được không đó mọi người. Mình có bị giới hạn không An á, hay là mình miễn phí hết luôn? Miễn phí luôn á, nhưng mà sẽ giới hạn nha. Nếu anh nhớ không lầm thì là một năm là mấy bạn được in 500 bản thôi. 500 mặt đấy, chứ không phải 500 tờ hay. QH còn có một khu tự học ngoài trời nữa. Ở đây không có máy lạnh nhưng mà cũng khá mát mẻ để ngồi học bài đó mọi người. Thật sự là mình thấy là trong giờ học thì khu này nó yên tĩnh nè. Có thể ra đi học cũng được, các bạn thích phong cảnh hữu tình. Ok, bây giờ thì mình sẽ tới khu vực phòng học của các bạn sinh viên. Vậy là hồi trước là An học ở trong phòng này đó hả? Rất tiếc là không nha mọi người. Hồi lúc là An học bên kia, lúc mà cái cơ sở này nó còn đang xây á, nó không được xịn như vậy đâu. Như là anh thấy là bây giờ mấy bạn sẽ có tất cả mọi thứ luôn, từ máy chiếu nè, khu vực khá là xịn này, rồi với lại mấy cái máy lạnh đầy đủ hết mọi thứ á. Còn hồi xưa An học là kiểu đại trà á mọi người, là bọn mình không có được ngồi máy lạnh. Nhưng mà bây giờ thì các bạn đại trà đã được học máy lạnh rồi, cho nên là trong tương lai mấy bạn UEHE nè, học sinh của NCUK vô đây thì bạn nhớ trân trọng những cái thứ này, như hồi xưa mình không có đâu. Rồi, bây giờ thì An có một vài câu hỏi liên quan tới NCUK muốn hỏi Lam để cho các bạn biết thêm thông tin. Thì không biết là khi nào bọn mình bắt đầu nhập học hay là... Thì kỳ nhập học đầu tiên của các bạn sẽ là vào tháng 9 năm 2021. Tại Việt Nam mình sẽ có hai cơ sở đào tạo của NCUK. Một cơ sở là tại trường Nguyễn Siêu ở Hà Nội, và cơ sở thứ hai là mình đang ở đây, trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Nãy giờ thì mình có nói về nhập học này nọ, nhưng mà An quên, em chưa có hỏi về điều kiện nhập học á, thì Lam có thể nói sơ về cái điều kiện nhập học cho các bạn được không? Về điều kiện nhập học thì các bạn học sinh lớp 11 nè, mình sẽ có điểm trung bình cả năm là 7.0, và học sinh lớp 12 thì điểm trung bình cả năm của mình sẽ là 6.0. Thì bên cạnh việc yêu cầu về điểm học thuật thì mình còn có yêu cầu về điểm tiếng Anh nữa nè. IELTS của các bạn sẽ là 5.0. Tuy nhiên nếu mà mình chưa đạt được mức điểm IELTS đó thì mình vẫn có thể làm một bài test online để mình xem là mình có đủ yêu cầu đầu vào của NCUK hay không. Ví dụ nha, em ví dụ nha, là nếu các bạn không đạt cái bài test đó thì các bạn đó không được duyệt luôn, hay là có cơ hội nào khác không? Nếu mà các bạn chưa đậu được bài test đó thì mình sẽ có một khóa học EB Space online dành cho học sinh của NCUKFY, thì các bạn sẽ hoàn thành khóa học online đó trước. Rồi, thêm một xíu là về học phí. Ý là An có tìm hiểu trên mạng á, thì An thấy là 9.000 đô cộng với 2 triệu tiền Việt Nam tiền ghi danh thì như đó là hết rồi đúng không? Thật ra thì các bạn sẽ đóng 2 triệu tiền Việt Nam phí ghi danh trước. Rồi sau đó mình sẽ hoàn thành khoản học phí còn lại, có nghĩa là 9.000 đô la Mỹ trừ cho 2 triệu Việt Nam phí ghi danh. À tức là nó bao gồm luôn. Đúng rồi. Anh đọc anh cứ tưởng là 2 triệu là cộng thêm. À không có. Mình sẽ là một cái package đó luôn. Ok. Một cái nữa là về giảng dạy. Tại vì á An thấy là mấy bạn NCUK mình sẽ học tại UH, thì không biết là các bạn có được học giảng viên UH không, hay là mình sẽ được học những cái giảng viên riêng? Về các học sinh của NCUK thì các bạn sẽ được học bởi giảng viên của NCUK luôn. Các thầy cô sẽ sang đây trực tiếp giảng dạy cho các bạn, và các thầy cô là những người giảng viên có kinh nghiệm giảng dạy A level, cho nên mình sẽ không phải lo về chất lượng đào tạo. Ok, thì cái địa điểm cuối cùng mà An muốn giới thiệu cho Lam đó là một cái quán cà phê ngay tại Đại học Kinh tế luôn. Thì ngay cái tầng 6 kế bên Smart Library á, bọn mình sẽ có cái quán cà phê như vậy. Hả? 23 nghìn, 23 nghìn.
Ok, thì đó chính là cái video mà bọn mình đã đi tham quan cơ sở B Đại học Kinh tế, cũng như là cung cấp cho các bạn một số thông tin về NCUK Việt Nam. Cảm ơn Lam rất là nhiều vì trong video này đã xuất hiện cùng với An nha. Lam cũng như là các bạn học sinh tương lai của NCUK cũng cảm ơn An vì đã làm tour guide cho tụi mình trong ngày hôm nay. Thì các bạn ơi, mình nhớ hãy like và subscribe kênh của An để mình biết thêm được nhiều thông tin nhé. Ok, mọi người ngoài like và subscribe, nhớ share video của mình nữa nha. Cảm ơn mấy bạn rất là nhiều vì đã xem video này. Hẹn gặp mọi người những video tiếp theo. Bye bye, bye.